Hiện nay, các cơ sở đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ở thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi động lại kỳ thi sát hạch ô tô đầu tiên sau nhiều tháng tạm ngưng do dịch bệnh. Trong các buổi thi đầu tiên, hàng trăm thí sinh bày tỏ sự hào hứng, phấn khởi. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 10, chúng tôi ghi nhận tại một số điểm thi sát hạch đảm bảo thực hiện đầy đủ phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Theo ông Ngô Đình Quang, trưởng phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải thành phố, thì hiện nay thành phố cho phép các cơ sở đào tạo đủ điều kiện đăng ký sát hạch trở lại từ tháng 10 năm 2021. Mỗi đơn vị tổ chức thi phải vừa đảm bảo chất lượng vừa phòng dịch hiệu quả. Cơ sở đào tạo bố trí số lượng thí sinh tham gia sát hạch mô tô không quá 100 học viên một buổi và ô tô không quá 120 học viên một ngày. Bên cạnh đó, tăng cường biện pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến. Thì sau cái thời gian mà dài giãn cách ngưng cũng rất là lâu như thế này, thì khi mà quay trở lại thì trung tâm của chúng tôi thì cũng rất là phấn khởi khi được sự cho phép để sát hạch trở lại. Thì học viên cũng rất là nhiều học viên mong muốn đang chờ để thi để có cái giấy phép lái xe. Thì bên cạnh đó thì những cái điều kiện mà đặt ra cho học viên thì về tiêm ngừa hay là về giữ khoảng cách. Cái đợt thi sát hạch bây giờ chỉ có 120 học viên cho một đợt thi thôi. Thì và khi mà mình tổ chức sát hạch á, thì để cho khỏi tập trung đông thì mình hẹn giờ thi cho học viên. Mình hẹn theo vần. Và trong phòng thi thì mình cũng cho, ví dụ như khi phòng thi mình cho khoảng một lần 10 người thôi. Trong tháng 10, có khoảng 16 đơn vị đăng ký tham gia, tổ chức sát hạch lại như Trường Hoàng gia, Tiến bộ, Tiến thắng, Thành công.